Hi everyone, xin chào các bạn nhỏ lớp Baby Shark. Ngày hôm nay, teacher Amy đã giới thiệu cho các bạn hai phần. Phần thứ nhất, Useful Language. Chúng mình được ôn tập lại các câu hỏi nói về bạn đến từ đất nước nào. Và chúng mình biết cách trả lời rồi đúng không ạ? Chúng mình cùng ôn lại phần đó ở video buổi thứ 12 nhé. Còn ở phần 2, teacher Amy giới thiệu cho các bạn về chủ đề rất là hay. Đó là chủ đề về con vật. Ok, các bạn cùng ôn tập lại cho chị Amy nhé. What animal is this? Dog. Is a dog. What animal is this? Cat. Is a cat. Chicken. Is a chicken. Okay. Where is a dog? Is it a dog? No. Is it a dog? No. Is it a dog? Yes. Okay. Where is a chicken? Here? No. Chicken here? No. Where? So where is a chicken? Here is a chicken. Very good. Now, sợi em đi hỏi các bạn này. What animals do you like? Bạn thích con vật nào? What animals do you like? I like cats. Nếu mà chúng mình thích con mèo thì mình sẽ nói là I like cats. Còn chúng mình thích con chicken thì mình sẽ nói là gì? Very good. Okay. Chúc các bạn ôn bài vui vẻ. Goodbye.